bị cáo trong vụ án sai phạm ở Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn. Thưa quý vị và các bạn, bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Phan Minh Tân và 5 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa, bị cáo Phan Minh Tân phải nhập viện cấp cứu. Bị cáo Nguyễn Quốc Thái, cựu phó phòng quản lý công nghệ của Sở đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Cả hai bị cáo đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Bên cạnh đó, trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ trốn và bị truy nã. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản lý của quỹ trên gồm 6 thành viên do ông Phan Minh Tân làm chủ tịch. Cơ quan điều hành của quỹ là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HIFU. Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip, có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền hơn 5 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Sau khi hội đồng xét duyệt dự án do ông Tân làm chủ tịch thẩm định và thông qua, công ty Huy Hoàng được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thu hồi 70% là 3,4 tỷ đồng. Thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí được chia thành 3 đợt. Mặc dù tiến độ thực hiện dự án của công ty Huy Hoàng chậm hơn về kế hoạch, nhưng ông Tân cùng với các đồng phạm vẫn đề xuất xét duyệt cấp tiếp kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành được dự án, cũng không hoàn trả kinh phí phải thu hồi. Theo kết luận giám định, dự án 1 gây thiệt hại gần 3,2 tỷ đồng. Song song dự án trên, tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định, xét duyệt, đầu năm 2010, ông Tân đã ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay dù có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng dự án không khả thi, đồng thời đề nghị xem xét lại nguồn vốn của công ty Huy Hoàng. Tháng 4 năm 2019, HIFU ký hợp đồng với công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, tiến độ giải ngân chia thành nhiều đợt. Tuy nhiên, sau khi nhận giải ngân đợt 3, ngày 13 tháng 5 năm 2011, Vũ xuất cảnh bỏ trốn về Mỹ. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại của dự án 2 được xác định là hơn 19 tỷ đồng, gồm cả gốc lẫn lãi. Cần chấm dứt học thêm vô tội vạ. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào đầu năm học mới, vấn đề học thêm lại bị báo chí và mạng xã hội bàn tán. Mọi người phân tích, nhìn nhận học thêm ở nhiều khía cạnh, nhưng nhìn chung với tình trạng học thêm vô tội vạ thì ai cũng thấy rằng nó đang tạo ra gánh nặng rất lớn cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Học thêm không có gì là sai hay xấu, nếu đó là môn học tự nguyện hay miễn phí. Tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới vẫn có học thêm, nhưng chỉ rơi vào hai trường hợp. Một là tự nguyện, khi học sinh muốn học các môn năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao, theo hướng chuyên sâu và hoàn toàn học ở bên ngoài trường, không do giáo viên của trường phổ thông dạy. Gọi là chuyên sâu vì các môn này ở mỗi trường phổ thông của họ đều dạy kỹ càng, đầy đủ. Và có nhiều câu lạc bộ, đội nhóm, kỳ thi cho học sinh tham gia tự do nếu thích thú. Hai là miễn phí, vì bất cứ học sinh nào học kém hay có nhu cầu học giỏi hơn thì nhà trường hoặc cơ quan quản lý giáo dục ở đó có thể cử người dạy kèm tới giúp các con hoàn toàn miễn phí. Người dạy kèm này có thể là học sinh cùng trường mà có thành tích xuất sắc hay chính là thầy cô giáo của con. Thông thường là cử học sinh giỏi tới dạy kèm là vì họ cho rằng học thầy không tày học bạn, cùng tuổi chỉ nhau học, đua nhau học sẽ tốt hơn. Việc dạy kèm này sẽ dừng lại khi các con có thành tích tốt hơn và đã có nếp tự học. Ở nước ta, từ thập niên 1980 trở về trước, ở cả hai miền Nam Bắc, hầu như không có tình trạng dạy thêm và học thêm vô tội vạ như sau này. Học sinh khi đó chỉ học một buổi ở trường rồi về nhà. Ai học kém có thể nhờ các bạn giỏi hơn, chỉ giúp hay hỏi thầy cô miễn phí. Nhưng kể từ thập niên 1990 trở về sau này, học thêm ngày càng phổ biến và dần trở thành học thêm vô tội vạ ở nhiều nơi. Thực trạng này có nguyên do từ việc không ít thầy cô lôi kéo, thậm chí ép học sinh học thêm để tăng thu nhập vì đồng lương quá thấp. Nhưng cũng có nguyên nhân từ cha mẹ học sinh muốn con chạy đua thành tích, theo phong trào cho con đi học thêm vì sợ ở nhà không ai trông nom lại quấy phá. Sợ thầy cô đi, bị điểm xấu và mất tự tin.
Học thêm vô tội vạ khiến tình thầy trò, môi trường giáo dục bị thương mại hóa. Tiền trao, cháo múc. Có đi học thêm thì có điểm cao, học giỏi vì trúng tủ. Không có thì điểm thấp, học rốt vì không trúng tủ. Học sinh phải chịu gánh nặng rất lớn với học thêm quá đà, vì các em phải học 3 ca cả ngày từ sáng tới tối, tổn hại sức khỏe, thể chất và trí tuệ cũng như tinh thần. Cha mẹ thì tốn kém tiền bạc. Ở các đô thị lớn, chi phí giáo dục của mỗi học sinh ở bậc phổ thông trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Trong đó tiền học thêm các kiểu chiếm phần đáng kể. Đa số các bậc phụ huynh phải còng lưng kiếm tiền mới đủ cho con ăn học. Đó là chưa kể việc học thêm vô tội vạ, khiến cha mẹ mất rất nhiều thời gian đưa đón con vào cuối ngày và cuối tuần. Từ đó dẫn tới mất cân bằng trong đời sống gia đình, tạo ra nhiều sức ép, căng thẳng tâm lý làm gia đình mất đi sự thư thái và hạnh phúc cần thiết. Và điều này như một guồng quay cứ vận hành đều đặn, năm này qua năm khác, bất hợp lý song vẫn tồn tại ngang nhiên vì thiếu giải pháp đồng bộ. Những sự phê phán hay cấm đoán dạy thêm, học thêm đều cho thấy không thực sự hiệu quả nếu không nhìn vào một trong những gốc rễ của vấn đề là phải nâng lương, tăng thu nhập cho giáo viên để họ sống được bằng nghề giáo mà không cần phải dạy thêm. Nhìn qua các quốc gia láng giềng thì Trung Quốc đã làm rất tốt điều này trong vòng vài năm gần đây. Giáo viên các trường công của họ là công chức nhà nước, thi đậu để làm giáo viên rất khó, nhưng khi đã đậu thì có đời sống tương đối ổn định vì lương cao. Và giáo viên tuyệt đối không được dạy thêm. Việc dạy thêm bị cấm hoàn toàn tại các trường học, các cơ sở tư nhân, thậm chí các quán cà phê. Ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng theo quy định của pháp luật. Họ làm như vậy vì thấy rõ việc dạy thêm vô tội vạ sẽ phá hỏng môi trường giáo dục, làm cho học hành thực chất thụt lùi, tổn hại sức khỏe của thế hệ trẻ và gây gánh nặng quá lớn, khiến tỷ lệ sinh suy giảm, dân số già tăng nhanh, từ đó tăng gánh nặng phúc lợi xã hội và làm giảm sức cạnh tranh quốc gia. Đã đến lúc Việt Nam cần xem xét lại các chính sách để thực sự bắt tay vào việc chấm dứt tệ học thêm vô tội vạ, giảm gánh nặng cho xã hội. Cát Tường xin lỗi về quảng cáo sữa trị tiểu đường, hậu quả thì sao? Thưa quý vị và các bạn, diễn viên Cát Tường đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã quảng cáo sữa có tác dụng trị tiểu đường sai sự thật. Cát Tường bộc bạch, nhiều tháng qua tôi khủng hoảng vì liên tục bị chỉ trích quảng cáo lố, thổi phồng công dụng loại sữa này. Nhiều người bảo tôi tiếp tay cho lừa đảo. Tôi muốn lần duy nhất thừa nhận trách nhiệm về lỗi lầm của bản thân. Mong dư luận cho cơ hội sửa sai. Đúng là các nghệ sĩ tham gia quảng cáo cho sản phẩm sữa này rất liều mạng. Mặc dù không biết gì về y tế nhưng cả gan tuyên bố như mình là bác sĩ chuyên khoa tiểu đường hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Những câu quảng cáo như đúng rồi, với những lời quảng cáo như thế này mới chết người. Diosure là sản phẩm sữa non dành cho người bệnh tiểu đường đầu tiên tại Việt Nam, được sản xuất với công nghệ ALA tiên tiến và cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng. Hoặc kiểm soát đường huyết, giải quyết triệt để các triệu chứng tiểu đường. Sau 10 ngày hết hoàn toàn triệu chứng tiểu nhiều, tiểu đêm. Sau 20 ngày hết hẳn tê bì chân tay, ngứa ngáy cơ thể. Sau 40 ngày đường huyết ổn định và sau 2 tháng chặn đứng nguy cơ biến chứng tiểu đường. Người bị bệnh đương nhiên vái tứ phương, gặp những nhân vật của công chúng lên tiếng ca ngợi, chắc chắn có nhiều người tin tưởng, nghe theo. Người bệnh vì tin lời quảng cáo, mua các loại sữa này về để uống điều trị tiểu đường, đúng là họa tới cho họ. Cát Tường xin lỗi với thái độ rất chân thành. Cộng đồng cũng có thể thông cảm với nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên vấn đề là hậu quả đã xảy ra. Những người vì tin theo quảng cáo mua sữa về uống để trị tiểu đường thì sẽ khắc phục như thế nào? Nói như vậy để thấy rằng sức khỏe của con người không thể dễ dàng đem ra để làm công cụ khai thác lợi ích cá nhân bất chấp hậu quả. Nhưng đáng tiếc đây không phải là trường hợp đầu tiên mà đã có rất nhiều vụ nghệ sĩ quảng cáo cho các sản phẩm sai sự thật gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong vụ sữa có tác dụng trị tiểu đường, không chỉ nữ diễn viên Cát Tường mà còn nghệ sĩ Quyền Linh, Lê Giang tham gia. Dư luận đang chờ các nghệ sĩ này chính thức lên tiếng, không vòng vo, né tránh. Có thể Quyền Linh, Lê Giang bị cắt ghép hình ảnh, gán ghép cho quảng cáo sản phẩm, cũng có thể đã nhận hợp đồng quảng cáo cho loại sữa này. Nói rõ ràng, có lỗi thì xin lỗi, vì cả tin vào nhà sản xuất, đôi khi nghệ sĩ cũng trở thành nạn nhân. Các nghệ sĩ cần song phẳng với dư luận, với người tiêu dùng như nữ diễn viên Cát Tường. Bởi vì nếu không nhận rõ trách nhiệm, tiếp tục quảng cáo sai sự thật thì lời xin lỗi không giải quyết được hậu quả mà mình gây ra.